Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 33. Ngày ăn một bữa ngọ. Trong thời gian thủ hiếu, Hòa Thượng phát nguyện tôn thủ điều Phật dạy, ngày ăn một bữa ngọ. Vậy sao ngày ăn một bữa, y cà sa không rời thân, là gia phong của Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Hòa Thượng thường thường răn dạy đệ tử: phước không thể hưởng hết, lời không thể nói cạn, thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Chúng xuất gia ở dạng Phật thành ăn ngày một bữa, tiết kiệm thức ăn cho người không có cơm ăn. Đây mới thật là chân chánh xả mình vì người. Hòa Thượng kể: từ lúc trẻ tôi đã nguyện thay chúng sanh thọ khổ. Những phước đáng hưởng tôi đều tặng cho mọi người, và khổ của mọi người hãy giao cho một mình tôi chịu. Chính ngày lúc Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, Đông Bắc, tôi thủ hiếu bên một phần mẹ. Có người nói cho tôi biết rằng người Nhật bắt nhiều người qua đi làm lao công, không cho ăn no, cũng không cho mặc ấm, nên bị lạnh chết, đói chết, rồi bỏ xác họ cho chó ăn. Ôi sao mà khổ quá. Tôi nghĩ vì có nhiều người không có quần áo mặc, không có cơm ăn, nên cũng bị đói rét, chết rất nhiều. Vì vậy tôi phát nguyện ăn ngày một bữa để dành bữa ăn sáng và chiều cho những người không có cơm ăn. Có người nói làm vậy rất là ngu si, bởi người không có cơm ăn chắc gì nhận được bữa cơm mà ông nhìn cho họ. Nhưng các vị nên biết, vật chất bất diệt, vật chất không hề bị mất đi. Thực phẩm mà tôi không ăn trước sau gì đều tồn tại trên thế giới, và cuối cùng cũng có người dùng. Tôi xem Tứ Thập Nhị Chương Kinh nói: tỳ kheo giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm, thận trọng không cầu mong gì nhiều hơn. Cho nên tôi phát nguyện ăn ngày một bữa. Ở Đông Bắc vào mùa đông thường thường là 33-34 độ dưới 0 độ. Khi xuống tới 38 độ dưới 0 độ là nhất định rét cống chết người được. Khi thời tiết lạnh như vậy, tôi lại phát nguyện không mặc áo len, chăn bông, chỉ mặc áo vải. Mùa đông, mùa hạ tôi đều mặc 3 lớp vải, cũng không mặc đồ bằng lông thú. Thậm chí sau này, ngay cả giày vớ tôi cũng không mang. Tôi đi chân không trên tuyết, chân rét nhưng không bị tổn thương. Tôi tiết kiệm các y phục này để dành hồi hướng cho người không có đồ mặc. Đây cũng là một định luật mà vật chất bất diệt, và nhất định sẽ có người dùng đến. Nói tới đây có một chuyện rất vui, là tôi có một vị sư cháu, chú ta 18 tuổi, tuổi còn rất trẻ nên chú ta rất hoạt bát. Chú thấy tôi không mang vớ, cũng thử xem mà đi trên tuyết. Chú đi xa khoảng hơn 100 bước là chân chú ấy bị lạnh cống, sưng toa lên. Thế là chú ta chịu không nổi, bèn chạy mau về chùa, và đến cả nửa năm sau, chú ta vẫn không đi đứng gì được. Các vị coi, lúc đó tôi hơn 20 tuổi, chú ta mới 18 tuổi. Trẻ tuổi hơn tôi, nhưng tôi chịu lạnh được, còn chú không chịu nổi. Không những chú ta không chịu được, mà những người lớn như tôi cũng đều không chịu nổi. Nếu người nào phát nguyện gì, tức Phật Bồ Tát sẽ mãn nguyện cho người ấy. Vì tôi phát nguyện không mặc áo ấm, nên sau đó tôi không mặc đồ ấm, cũng không bị lạnh cống. Tôi phát nguyện giữa trưa ăn một bữa, và tôi không ăn nhiều cơm như vậy, cũng không thấy đói. Trước kia lúc chưa ăn một bữa, tôi ăn 5 chén mỗi bữa, một ngày ăn 15 chén. Chén cơm này là loại chén ăn cơm thông thường, bởi tôi còn trẻ, thân thể cũng không nhỏ gì, cho nên ăn tới 5 chén. Nhưng sau khi phát nguyện ăn một bữa rồi, tôi ăn tối đa là 3 chén cơm. Hệ chén lớn là 2 chén, chén nhỏ là 3 chén. Tôi tiết kiệm được 12 chén cơm cho người không có cơm ăn. Vì khi họ có cơm ăn rồi thì họ mới sinh tồn được, và sinh mạng cũng kéo dài thêm một chút. Tôi ăn ngày một bữa cũng bởi nguyên nhân này. Tôi đây mới chân chánh là cộng sản. Tôi sinh trưởng trong gia đình bần khổ, cho nên nói một bữa tiệc của nhà giàu bằng lương thực nửa năm của người nghèo. Khi chưa xuất gia, lúc ở một phần mẹ thủ hiếu, tôi đã bắt đầu mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Đa số đệ tử của tôi đều ăn ngày một bữa. Không những người xuất gia ăn một bữa, mà người tại gia cũng có rất nhiều người ăn ngày một bữa.
họ cũng muốn học theo cách khờ dại này của tôi. Ở thời đại khoa học mà dùng cách ngu ngốc này để tu hành có thể nói là không biết tính toán, nhưng cũng có thể nói là đã tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng ta không ăn thực phẩm để dành lại cho người khác ăn, hầu kết cái duyên ẩm thực này với mọi người, tin rằng tận cùng vị lai chúng ta đều sẽ không bị chết đói. Vì chúng ta sợ chết đói nên mới lưu giữ lại một chút thực phẩm mà mình đang ăn đó để về sau từ từ mà dùng. Năm xảy ra đại sự, ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân Nhật tập kích cầu Lô Câu, Trung Quốc thối lui khỏi Bắc Bình, thế là đại chiến Trung Nhật bùng nổ. Ha ha ha,